chúng mình hãy ấn nút bắt đầu lập trình. Để có thể tham gia dự thi và link sản phẩm dự thi, chúng mình cần tạo tài khoản CodeKitten. Ấn nút đăng ký trên góc phải màn hình, điền số điện thoại bố hoặc mẹ, nhập mã OTP được gửi về số điện thoại bố mẹ, sau đó đặt mật khẩu cho tài khoản của mình. Như vậy, chúng ta đã đăng ký thành công tài khoản trên CodeKitten rồi. Bây giờ hãy cùng đăng nhập nhé. Tại trang dự án, chúng ta hãy thỏa sức sáng tạo sản phẩm lập trình của mình theo đúng chủ đề cuộc thi. Sau đó, đặt tên cho dự án và chọn tệp tin, ấn lưu bây giờ. Như vậy là dự án của chúng ta đã được lưu thành công rồi. Kích chuột vào tài khoản cá nhân, chọn cập nhật thông tin, sau đó điền đầy đủ các trường thông tin bao gồm ngày tháng năm sinh, tỉnh, thành phố, quận, huyện, trường học và cuối cùng là ấn nút cập nhật nhé. Khi kéo chuột xuống bên dưới, tất cả các dự án chúng ta đã tạo đều hiển thị tại đây. Nếu bạn muốn dự án Em yêu CodeKitten tham gia dự thi, hãy nhấp chuột vào dự án này rồi chọn tham gia cuộc thi. Chọn đúng cuộc thi mà bạn muốn đăng ký rồi ấn xác nhận tham gia. Như vậy là chúng mình đã đăng ký dự thi thành công rồi. Ngoài ra, chúng ta còn có thể xem các video hướng dẫn lập trình CodeKitten hoàn toàn miễn phí khi click vào phần hướng dẫn. Xem những dự án tiêu biểu tại trang dự án. Tìm hiểu thêm về phần mềm lập trình CodeKitten tại website codekitten.vn. Group Facebook Cao thủ lập trình Robotics để được ban tổ chức hỗ trợ mọi thông tin về cuộc thi nhé. Chúc các bạn sáng tạo được nhiều dự án hấp dẫn và đạt được các giải thưởng cao.